Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của Kilohack. Tại đây mình chuyên tổng hợp những game hay, game chất lượng cũng như là phá game cho các bạn thôi. Và con game hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là con Tab Titan 2. Con này mình được anh em trên Line đã hướng dẫn và bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn. Mình sẽ đưa cái con game này đi tiếp cận nhiều người hơn, thay vì một buổi Line chỉ có khoảng 10, 20 người xem. Đó, thì đây là con game mà mình thấy yêu cầu khá là nhiều từ lâu lắm rồi. Nhưng mà gần như là mình cũng không có thời gian làm. Chưa kể là mình cũng quên mất nó luôn, cho đến khi trong buổi live làm thì mới làm mình nhớ. Nên các bạn có game nào thì khi mà yêu cầu mà lâu không thì mình trả lời là đối không làm ấy, thì các bạn sẽ vào buổi live sau đó các bạn comment, thì nếu như đó là một game mà mình có thể làm ngay thì mình chắc chắn mình sẽ làm luôn cho các bạn đó. Thì con này thì nó cũng đấy, nó dạng kiểu mình thấy cũng RPG à, idol phết. Nhưng mà đấy, khi các bạn vào game mới nhá thì các bạn không đừng làm gì vội nhá, các bạn tìm cho mình mã này. Đây, tìm cho mình mã này nhá. 2.2.5 này. Tìm kiếm này. Con này thì nó cũng không quá phức tạp. Chỉ là chơi làm sao lâu dài các thứ thôi. Mình thấy anh em có nói là con này bị ban ấy, nhưng mà mình cũng chưa chắc, chưa chưa test được đến lúc mà bị ban nên là mình cũng không rõ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào giá trị nhất đầu ta, đây mình sẽ giữ nó này, mình sẽ bỏ giá trị thứ hai đi, chọn nhận nhất rồi chọn tính bù đắp, rồi sau đó nhập thứ 504, bỏ hết đi và đến rồi. Ở đây mình sẽ mở ra cho mình giá trị float nữa. À nhầm, mở cho mình giá trị double chứ. Rồi bây giờ mình chọn giá trị thứ nhất này, thứ ba này và sửa nó lên là con số mà mình có muốn. Đó, mình cứ sửa nhiều nhiều tí, không tí không đủ xài. Đó, mình sẽ đâm cứng nó vào. Rồi bây giờ mình sẽ đánh. Đấy, các bạn nhìn số vàng không? Số vàng nó tăng cực kỳ đáng sợ luôn. Đây là một cái cách làm mà thường là mình không làm như này ở trong cái game Guardian được, nên là khi mà mình thấy cái phương pháp này mình thực sự là mình cũng khá là bất ngờ, vì nó là một phương pháp khá là ok mà thường các game mình chưa gặp bao giờ ấy, nên là mình không nghĩ là liệu sẽ có game nó làm được như thế này đó. Và nó cũng khá là hay, các bạn hoàn toàn có thể sửa được cái tấn công này, này tấn công này nhá. Thì mình sẽ thử này, bây giờ đang là 48 đúng không? Mình sẽ tìm 48, tìm ở đâu? Đâu bố nhá. Rồi, tiếp tục nâng lên, bây giờ là 6. Mình sẽ tìm họ chấm và tạo tăng. À không có, nó phải là 6 mới đúng. Quên. Rồi, tăng tiếp 7.2. Chấm tăng. Đây nó 7.2 đây. Mình sẽ tăng tiếp nó 8.4. Nhiều thế nhỉ? Thế thì 8.4. 8.4. Lọc. Đây là cái ba chị này thì mình sẽ sửa nó lên max. Sẽ đồng cứng cho bạn. Bạn nhìn đấy nhé. Một hit. Một hit là quái đi rồi. Đam mình cực kỳ to luôn. Đó các bạn thấy không? Đam mình cực kỳ lớn luôn, và như thế này thì con game mình hoàn toàn có thể phá đảo, hoàn toàn là chinh phục nó. Và mình qua cái video này mình rất cảm ơn anh em đã ủng hộ mình và giúp đỡ mình để mình có thể đăng lên những clip hay hơn, hấp dẫn hơn nữa. Nếu các bạn có game gì hay, có những phương pháp gì thú vị, các bạn có thể gửi về cho mình qua facebook.com/kilohackofficial nhé. Mình sẽ đăng làm và đăng clip sớm nhất có thể để chia sẻ game đấy rộng rãi hơn sau mọi người. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem video giờ phút này. Đừng quên để lại cho mình một like, share cũng như subscribe ủng hộ channel mình nhé. Nếu các bạn bất kỳ thắc mắc gì thì đừng quên comment cho mình bên dưới, mình sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Và xin chào và hẹn gặp lại những tiếp theo. Bye bye.